Hello, chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Huyền nha. Lại là Huyền đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái combo dành cho da sạm, nám, tàn nhang, và đặc biệt là nó sẽ ngăn ngừa lão hóa da và chống nắng nha chị em mình. Cái bộ combo kem Mangutagon của công ty Miden, một bộ như thế này là 260.000 nha chị em mình ơi. Rồi một hộp kem và tặng kèm một bộ mặt nạ trắng da Bạch Ngọc Liên. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn chị em mình cách sử dụng bộ mặt nạ này nha chị em mình. Bên trong thì nó sẽ có gồm 6 gói, 3 gói bột, 3 gói nước, là mình sẽ sử dụng cách một ngày là mình sẽ đắp một lần nha chị em mình ơi. Mình trộn một gói bột với một gói nước lại với nhau, sau đó mình thoa lên da của mình khoảng 20 phút, sau đó mình rửa mặt lại với nước và mình thoa một lớp kem dưỡng lên nha chị em mình ơi. Đây ạ, đây là kem dưỡng. Mình sử dụng hết bộ này, sau đó mình sẽ sử dụng kem. Kem là ngày mình sử dụng 2 lần, sáng và tối nha chị em mình. Một bộ như thế này là chỉ có 260 ngàn thôi. Chị em mình thắc mắc gì đó thì cứ việc nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook của em nha. Đây là hũ kem Mangutagon nha chị em mình ơi. Đây là 6 gói mặt nạ và hũ kem dưỡng. Chào chị em mình và hẹn gặp lại.